đọc sống vượt trên cảm xúc, kiểm soát cảm xúc còn không nó kiểm soát bạn. Tác giả Joy Meyer, dịch giả Ngô Minh Hòa, nhà xuất bản Đà Nẵng. Nguyên tác Living Beyond Your Feelings. Ngoài những phần kinh thánh trích dẫn có chú thích, tất cả phần kinh thánh được trích trong sách này lấy từ bản dịch diễn ý. Sách này được dịch và phổ biến tại Việt Nam, được sự cho phép của tác giả và chức vụ Joy Meyer. Sách này là quà tặng của tác giả, không bán. Chương 4. Những điều thầm kín khiến ta bệnh hoạn. Tôi nhớ có lần tôi làm việc quá vất vả suốt một thời gian dài và tiếp xúc với nhiều người cần tôi giúp đỡ đến nỗi khi tôi lái xe về tới văn phòng và miệng mồm tôi khô đờ ra. Lúc đó thậm chí tôi không muốn nghe đến cái tên Joy Meyer. Tôi muốn đi siêu thị, nướng bánh hay lau nhà cửa. Tôi muốn làm thứ gì đó để cho tôi có cảm giác là tôi là một người bình thường. Tôi đã cho phép mình mất cân bằng khi phải luôn có mặt cho công chúng gặp quá nhiều, nên tôi bị kiệt quệ về cảm xúc do quá căng thẳng. Nhưng sau một thời gian nghỉ ngơi và thay đổi tốc độ làm việc, tôi phục hồi và sẵn sàng làm việc trở lại. Tôi nghĩ rất nhiều người, và đặc biệt là những người của công chúng, rất dễ có thói quen sống hai mặt. Họ cố trở thành người mà công chúng muốn, nhưng sâu xa trong lòng họ cần sự riêng tư và tự do để ở riêng một mình. Sự thật thì họ muốn cả hai. Họ thích những gì họ đang làm. Họ có tài bẩm sinh để lãnh đạo, hay điều hành, hay ca hát, hoặc dạy dỗ, nhưng họ cần sự cân bằng. Nếu họ phủ nhận nhu cầu của riêng mình và chỉ sống để làm hài lòng người khác, thì rốt cuộc sẽ bị rối loạn cách này hay cách khác. Tôi quý mến mọi người, tôi thích gần gũi mọi người và gặp gỡ họ. Cho dù chúng ta có thích thú đến việc chúng ta đang làm bao nhiêu đi nữa, nhưng thỉnh thoảng chúng ta vẫn cần nghỉ ngơi và thay đổi nhịp độ làm việc. Một lý do chúng ta cảm thấy không vui hay bực bội chỉ vì chúng ta bị lôi kéo bởi nhu cầu cần làm hài lòng mọi người và được họ đón nhận. Tôi không nên để người khác thao túng mình. Ta không thể để cho những mong đợi của họ kiểm soát ta. Thật ngạc nhiên là chúng ta rất sợ nói thật với mọi người. Ngay cả khi tôi quyết định chia sẻ câu chuyện mồm miệng tôi khang đờ ra tại văn phòng của tôi cũng thấy mình hơi thắc mắc là tôi có thể nói thật mà không làm người khác thất vọng. Tôi quyết định tin rằng độc giả của tôi trưởng thành đủ để nhận ra rằng dù tôi thích những việc tôi làm, nhưng có những lúc tôi thấy mệt mỏi và chỉ muốn xả hơi và dành thời giờ riêng cho bản thân. Một trong số các con của tôi đặc biệt thấy khó khi làm con của người mục sư. Tôi hỏi cháu, khi cháu lớn thì điều nào theo cháu là khó khăn nhất? Và sau khi suy nghĩ kỹ, cháu kể cho tôi hay rằng nhiều người lúc nào cũng mong đợi cháu phải là người khác thường, không phạm lỗi lầm như con cái của tín đồ. Người ta mong đợi nhiều từ nơi cháu vì cháu là con trai của tôi. Nếu cháu bước ra khỏi lớp học, một giáo viên nói, thầy mong đợi nhiều từ con trai của Joy Meyer. Việc giáo viên này gây áp lực lên cháu thì thật là buồn cười. Dù cháu là con trai tôi, nhưng cháu vẫn phải học trưởng thành và học hỏi như bất kỳ đứa trẻ nào khác. Những mong đợi của người khác thường thì phi thực tế, và nếu chúng ta cho phép nó, họ sẽ gây áp lực lên chúng ta thật khủng khiếp. Đừng sống theo lối sống giả tạo và đầy dẫy những giấu giếm khiến cho bạn muốn ngã bệnh khi muốn thỏa mãn những mong đợi của người khác. Hãy sống thành thật và Chúa sẽ ban cho bạn những người bạn tốt để khích lệ bạn. Hãy sống thật. Lần nọ với ước ao muốn thành thật, một phụ nữ đã nói với tôi cảm thấy cần phải giải tỏa vấn đề này và nói cho bà biết tôi không thích bà nhiều năm rồi và tôi đã nói xấu về bà và muốn bà tha thứ cho tôi. Tôi đã tha thứ cho cô ta, nhưng những việc cô này làm thật buồn cười. Cô muốn làm vơi nhẹ lương tâm bằng cách trút hết vấn đề cho tôi. Bây giờ tôi phải xử lý chuyện này và chống cự việc thắc mắc không biết tại sao cô ta lại không thích tôi. Những lời cô nói xấu về tôi là gì? Và cô đã nói xấu tôi với ai? Có một số điều chúng ta nên khôn ngoan giữ kín cho mình, nhưng có những điều chúng ta phải mang ra ánh sáng.
Tôi biết có một nam cơ đốc nhân đã ngoại tình với một phụ nữ khác, khi anh quyết định là anh không muốn bỏ vợ để chạy theo người phụ nữ kia, nên anh đã quyết định không nói cho vợ biết về chuyện ngoại tình của mình. Vợ anh biết có chuyện gì đó không ổn và nhiều lần hỏi anh chồng rằng anh có hay gặp người phụ nữ đó không? Không có cách nào để hai vợ chồng này xây dựng mối quan hệ của họ dựa trên lời dối trá. Tôi nói với anh chồng này là anh phải hoàn toàn nói thật với vợ và cầu nguyện để vợ anh tìm thấy ơn Chúa mà tha thứ cho anh và xây dựng lại hôn nhân của họ. Nếu anh này cố che giấu sự lừa dối, anh sẽ kết cuộc rơi vào sự lừa dối. Những gì chúng ta che giấu sẽ cứ kiểm soát chúng ta luôn và tạo ra nỗi sợ. Vấn đề của anh này phải được xử lý. Anh cần sự tư vấn để tìm hiểu xem lý do anh không chung thủy với vợ. Người này không thể vừa muốn phớt lờ nan đề và vừa muốn giải quyết nó cùng một lúc được. Đây chính là điều giấu giếm mà khiến anh lẫn hôn nhân của anh bệnh hoạn. Tôi lấy một ví dụ từ chính cuộc đời tôi và hy vọng nó sẽ giúp ích cho bạn. Khi tôi 20 tuổi, và chuyện này xảy ra lâu lắm rồi, tôi trộm tiền từ công ty mà tôi làm việc. Người đàn ông tôi lấy lúc đó là một tên trộm, và anh ta thuyết phục tôi khai gian tiền lương và rồi rút tiền mặt và trốn khỏi thành phố. Tôi không thể đổ lỗi cho anh ta vì tôi đáng lý không đồng tình. Nhưng có những lúc chúng ta để cho những người chúng ta yêu thương thuyết phục chúng ta làm những việc trái với lương tâm. Khi chúng ta làm vậy, chúng ta rốt cuộc sẽ gặp rắc rối. Chúng tôi rút tiền mặt và trốn khỏi thành phố, nhưng cuối cùng chúng tôi quay về và dĩ nhiên là người ta đang điều tra về số tiền bị mất cắp. Tôi bị phỏng vấn, tôi lại nói dối nữa và thoát khỏi lời buộc tội. Chồng cũ tôi cũng gạt tôi chạy theo người phụ nữ khác, ăn cắp đồ và rốt cuộc anh ta bị bắt vào tù. Chúng tôi ly dị và nhiều năm sau đó tôi lấy chồng khác và bước vào sự hầu việc Chúa. Tôi biết là tôi phải đến công ty mà tôi đã trộm tiền, nhìn nhận tội ăn cắp của mình và trả lại số tiền đó. Ôi chao, chuyện gì xảy ra nếu người ta bắt tôi luôn? Lúc đó tôi quá sợ, nhưng tôi biết tôi phải vâng lời Chúa. Tôi không thể sống mãi như vậy cho đến khi tôi phải giải quyết quá khứ của mình. Thế là tôi đến công ty và giải thích vụ việc tôi đã làm. Và bây giờ tôi là một cơ đốc nhân và mong họ tha thứ và tôi sẽ trả lại số tiền đó. Họ vui vẻ cho tôi bồi thường lại và tôi được tự do khỏi nỗi sợ day dứt rằng một ngày nào đó tôi sẽ bị bắt. Tôi tin rằng nếu tôi không vâng lời Chúa, tôi sẽ không đứng trong chức vụ như ngày nay. Chúa thì sẵn sàng tha thứ cho chúng ta về mọi tội, nhưng chúng ta phải xưng tội và bồi thường nếu có thể. Nếu Chúa bảo bạn phơi bày chuyện gì đó ra ánh sáng hay phơi bày một trường hợp nào đó trong quá khứ, hãy vâng lời Ngài. Ngài sẽ cho bạn biết vấn đề nào đang kìm hãm bạn. Hãy luôn luôn cầu nguyện để biết khi nào và cách nào xử lý vấn đề, đặc biệt là những chuyện đã chôn giấu nhiều năm rồi. Hãy nhớ, sự ổn định về mặt cảm xúc chỉ xảy ra khi chúng ta học sống ngay thật. Có lẽ sau khi đọc chương này, bạn cảm thấy điều gì đó che giấu trong bạn đang đầu độc cuộc đời bạn và bạn muốn phơi bày nó ra, nhưng không biết chắc là nó có ích lợi gì cho mọi người liên quan hay không. Tôi đề nghị bạn trước hết hãy cầu nguyện. Và nếu bạn vẫn không biết chắc nên làm gì, hãy nói chuyện với một sư hay nhà tư vấn nào bạn tin tưởng để tìm lời khuyên. Như tôi đã nói trước đây, chúng ta hãy khao khát sự thật trong tình yêu và chúng ta khao khát sự chia sẻ của chúng ta sẽ mang lại sự chữa lành chứ không phải gây tổn thương thêm. Thật ngạc nhiên là có rất nhiều người trong xã hội đang bị bệnh về mặt tinh thần, thể xác và tình cảm do chất chứa những điều thầm kín trong lòng và những điều này đang gặm nhấm họ như một căn bệnh ung thư. Nếu bạn là một trong số những người đó, xin hãy bắt đầu thưa chuyện với Chúa. Và Ngài hoặc là cất đi gánh nặng của bạn, hoặc là Ngài hướng dẫn bạn nên làm gì. Thật nguy hiểm khi bỏ qua chuyện mà đáng lý cần phải xử lý. Ý muốn của Chúa dành cho chúng ta là lành lặn từ trong ra ngoài. Không thể sống khi mà tâm hồn ta đầy thương tổn và chứng kiến cuộc đời ta cạn kiệt mỗi ngày. Phải công nhận là phơi bày ra ánh sáng những điều thầm kín không phải là chuyện dễ, nhưng giấu kín nó
hay sống trong nỗi sợ bị phát giác thì lại càng khó khăn hơn. Bạn cần nói chuyện với một nhà tư vấn, một người thân trong gia đình hay người bạn hoặc một mục sư. Chúa sẽ hướng dẫn bạn từng bước nếu bạn đến với Ngài và nói với Ngài rằng bạn sẵn sàng không để cho những điều thầm kín đó khiến bạn bệnh hoạn. Có một mối quan hệ mật thiết với Chúa nghĩa là bạn nên nói chuyện thành thật và cởi mở về mọi chuyện. Bạn càng nói chuyện với Chúa thì bạn càng khỏe hơn. Suốt những năm tháng tôi bị lạm dụng, tôi nói chuyện với Chúa, dù cách tôi cầu nguyện rất ấu trĩ và không thuộc linh gì lắm. Nhưng vấn đề là tôi không thể nói chuyện này với ai. Nhưng tôi đã nói với Chúa và tôi tin làm thế đã giúp tôi vượt qua những tháng năm khó khăn. Một lý do chúng ta thấy khó chia sẻ những điều thầm kín là vì chúng ta thấy khó tìm được người mà chúng ta tin tưởng để nói ra. Chúng ta không thể kiểm soát những gì người khác làm, nhưng chúng ta có thể học trở thành một người bạn trung thành. Nếu ai đó nói với bạn, hãy giữ kín vấn đề, thì bạn không bao giờ nói với ai khác. Nếu họ nói cho bạn điều gì đó gây sốc, cố gắng hết sức đừng tỏ vẻ bị sốc hay ngạc nhiên và đừng phán xét họ. Mục đích của việc thổ lộ sự việc ra công khai là để được phục hồi, chứ không phải để chỉ trích và phán xét. Thưa anh em thân mến, nếu có tín hữu nào bị tội lỗi quyến rũ, anh em là người có thánh linh, hãy lấy tinh thần dịu dàng, khiêm tốn, dìu dắt người ấy quay lại đường chính đáng. Anh em phải cẩn thận giữ mình để khỏi bị quyến rũ. Hãy ghé vai chung gánh với nhau những nhiệm vụ lớn lao, đúng theo luật của Chúa cứu thế, Galati đoạn 6 câu 1 đến câu 2. Luật của Chúa là tình yêu. Nếu mọi sự được thực hiện trong tình yêu thì nó luôn luôn được xử lý đúng đắn. Chúa đầy lòng nhân từ và kiên nhẫn, và chúng ta nên phấn đấu sống như Ngài. Chúng ta nên đối xử với những người đến với chúng ta để chia sẻ những điều thầm kín y như chúng ta muốn người ta đối xử với mình. Những người có điều thầm kín. Margaret là một cô gái tuổi 15 và cha mẹ cô bắt cô cho đứa con để người khác nuôi. Đây không phải là lựa chọn của cô, nhưng gia đình cô thuyết phục cô nên làm. Margaret lớn lên, lập gia đình và thêm 4 đứa con nữa. Cô không hề nói với ai về đứa con gái mà cô đã cho người ta hồi cô 15 tuổi. 5 tháng trôi qua và luật nhận con nuôi thay đổi, cho phép con nuôi tiếp xúc với cha mẹ ruột. Ngày nọ, Margaret ở nhà một mình và tiếng chuông reo. Cô mở cửa trông thấy một cô gái đẹp, cho biết cháu là con của cô. Niềm vui và nỗi sợ tràn ngập Margaret cùng một lúc. Cô phản ứng rất cảm xúc và không chút suy nghĩ về việc cô đang làm. Cô nói cho cháu gái này rằng cô đã sai lầm và xin cháu đừng bao giờ quay về đây nữa. Cháu bé gái này bỏ đi mà lòng tan nát, cảm thấy bị khước từ một lần nữa. Khoảng 2 tháng sau, Margaret càng khốn khổ hơn từng ngày. Margaret gặp vấn đề về sức khỏe suốt nhiều năm và bác sĩ cho biết vấn đề đó là trầm cảm. Nhưng cô không biết có sự liên hệ giữa điều thầm kín kia với căn bệnh trầm cảm. Bây giờ cô còn bị đau đầu và mất ngủ. Gia đình cô nhận ra có điều gì đó không ổn và gây áp lực để cô tiết lộ ra. Cuối cùng, Margaret cảm thấy như có thể cô muốn chết đi nếu cô không nói ra được sự thật. Vì thế cô kể cho chồng con cô nghe hết sự thật về cháu bé gái đó. Thật ngạc nhiên là gia đình cô không ai giận cô cả. Chỉ có điều họ hơi thất vọng là cô không tin tưởng tình thương của gia đình dành cho cô và cô không trút hết tâm sự. Con cái cô tiếc là chúng có một người chị gái mà chúng chưa hề gặp mặt và chúng muốn gặp chị mình. Margaret đã giữ điều thầm kín này suốt nhiều năm mà đáng lý cô không cần phải giữ. Cô nghĩ rằng chồng con cô sẽ khước từ cô nếu họ biết sự thật. Nhưng cô phát hiện ra rằng họ yêu thương cô đủ để chấp nhận những bất toàn của cô. Rồi họ hỏi thăm và đi tìm cô gái đó mà bây giờ đã trở thành một phụ nữ tên là Margaret. Rất may là cháu gái này đã được một cặp vợ chồng rất yêu thương cháu nhận làm con nuôi và nuôi dưỡng. Margaret cảm thấy Chúa dẫn dắt cháu để tìm người mẹ ruột, và dù cháu cần sự chữa lành về tình cảm, nhưng cả hai mẹ con này đều được phục hồi, và cả hai gia đình đã trở thành bạn hữu.
thật ngạc nhiên là Chúa có thể làm nếu chúng ta thành thật và tin cậy Ngài. Suốt những năm tôi bị cha tôi lạm dụng tình dục, ông lúc nào cũng nói đây là chuyện thầm kín. Lúc đó chắc hẳn là chuyện thầm kín rồi, nhưng chuyện này làm cho tôi bệnh hoạn cả về tinh thần lẫn thể xác. Ông nói rằng nếu tôi nói cho ai biết, họ sẽ không tin tôi và tôi sẽ gây rắc rối cho mọi người trong nhà. Ông đảm bảo với tôi rằng ông không làm gì sai, nhưng người ta sẽ không hiểu. Lúc đó tôi chưa biết rằng nếu chúng ta giấu giếm điều gì đó thì điều đó đồng nghĩa là nó sai trật rồi. Nhiều năm sau đó khi tôi buộc phải phơi bày hành động của cha tôi, ông cố biện minh rằng ông không biết ông làm sai và ông không biết nó đã làm tổn thương tôi. Nhưng tôi biết rõ là nếu lúc đó ông không biết chuyện đó là sai thì ông sẽ không bảo tôi phải giữ kín. Mẹ tôi biết việc cha tôi làm nhưng bà không dám phơi bày. Và chính việc giữ kín này khiến bà mắc bệnh. Sau nhiều năm che giấu sự thật, vì bà sợ vụ việc bại lộ, bà bị căng thẳng thần kinh và phải điều trị suốt 2 năm. Thần kinh bà bị tổn hại do việc bà giấu kín suốt nhiều năm và kể từ đó bà phải uống thuốc an thần. Nỗi sợ buộc bà giữ kín đã làm cho bà bệnh hoạn. Tôi không nói cho ai biết điều thầm kín của tôi cho đến khi tôi gần 23 tuổi. Và tôi nhớ tôi run cả người mỗi lần tôi kể ra. Chuyện này đã chôn sâu trong tôi nên khó mà nói ra công khai. Lúc đó tôi vô cùng sợ hãi về những gì người ta nghĩ về mình. Tôi nghĩ hầu như mọi người đều đồng cảm. Chồng hiện tại của tôi thật tuyệt vời. Và nhiều năm sau đó khi tôi kể cho các con tôi, và dĩ nhiên các con tôi cũng thật tuyệt vời. Tôi gặp một người phụ nữ 80 tuổi trước đây đã bị lạm dụng tình dục và không nói cho ai hay. Thật đáng buồn là nhiều người không biết giá trị của việc nói ra sự thật. Tôi chắc là phần lớn trong số họ đều gặp vấn đề về tính khí và nỗi sợ đeo bám họ liên tục. Sally là một cô gái mãi dâm 7 năm và suốt thời gian đó cô phải phá thai 3 lần. Cô rơi vào lối sống bê tha này khi bị nghiện ngập lúc cô còn niên thiếu. Cuối cùng cô tìm cách tránh né và cố gắng sống tử tế. Nhưng dường như cô thất bại liên tục. Cô lập gia đình và ly dị 3 lần cho đến 40 tuổi. Cô có 2 con, nhưng chồng cô là người nuôi con. Vì Sally trở lên nghiện ngập và rượu chè. Cô thật sự muốn phục hồi, nhưng cô cứ giữ thầm kín. Cuối cùng cô bị kiệt quệ cả về tinh thần lẫn thể xác. Và đang khi cô nằm bệnh viện, cô gặp một y tá tin lành dẫn cô tin Chúa. Một người cô nhận ra rằng Chúa yêu cô. Một khi cô đã nhận ra rằng Chúa yêu cô và đã tha tội cho cô mới nói cho mọi người biết những chuyện thầm kín về việc làm gái mãi dâm và phá thai. Những người cô làm tổn thương không sẵn sàng tha thứ cho cô như cô mong đợi. Nhưng cô bắt đầu một đời sống mới và xây dựng một gia đình mới. Cô tiếp tục tin cậy Chúa chữa lành mối quan hệ của cô và 2 con của cô. Những câu chuyện này cho thấy rằng giữ chuyện thầm kín mở cửa cho nỗi sợ và lo lắng. Tôi muốn bạn biết rằng bạn không phải sống với những chuyện che giấu và cho phép cảm xúc tiêu cực kiểm soát bạn. Cảm xúc là thật và nó đầy quyền lực, nhưng nó không mạnh hơn Đức Chúa Trời và sự thật. Ai cũng có thể có cảm xúc lành mạnh nếu họ học những nguyên tắc trong sách này và thực hành nó trong đời sống mình. Hãy luôn nhớ rằng sự thật sẽ giải thoát bạn. Quyết định và công bố, sự thật sẽ giải thoát tôi. Dù bao nhiêu thách thức đường đời, Ngài dành cho tôi ánh sáng rạng ngời. Hằng ngày tôi bước đi. Thầm tạ ơn Chúa,
dần đi lên những bước thực nghiệm, học làm theo ý cha. Rồi khi sóng gió dâng lên trong tâm hồn, dường như đuốc cháy không sao ngăn ngừa, và tôi thấy khó vâng theo bao lời dạy khuyên dẫn đường. Vì khi thách thức gia tăng trong con người, tôi tiếng nói vang lên ra lệnh, rồi bao tin Chúa như xa dần. Trong cơn thách thức cuộc đời, nhờ Ngài cho tôi lối thoát lạ thường, lại dường như dễ đi. Rồi khi sóng gió dâng lên trong tâm hồn, dường như đốt cháy không sao ngăn ngừa, và tôi thấy khó vâng theo bao lời dạy khuyên dẫn đường. Thách thức gia tăng trong con người, tôi tiếng nói vang lên ra lệnh, rồi vào tiếng Chúa như xa dần, và tôi đã thua. Nhìn bầu trời xanh thẳm thiết.